Chào các bác nhé, em lên sóng tiếp tục thanh lý với các bác một cặp loa của Panasonic model là PM77, công suất là 80W hai loa, chiều khoảng 6 ohm. Đây là dòng loa hai cầu B-Way, anh em có thể đấu chung lại để chơi bằng với các âm ly bình thường nhé, hoặc anh em có thể đấu tách ra với các âm ly Panasonic. Đấy, cặp này thì tình trạng hình thức đây em quay luôn các bác xem nhé, mặt trước của nó tương đối là đẹp, tình trạng bãi về thiếu cái căng. Đấy, chân nó đây, đấy, nó có chân chéo rất đẹp luôn, nhìn rất lịch sự. Đấy, thùng vách là tương đối ok hết nha các bác, đây em quay lướt qua các bác xem. Đấy, thùng vắn ok bên cạnh đây. Rồi em quay đằng sau một tí nhé. Đây, cái chỗ này là nó hơi bị dạn tí, em đã tra keo 52 nhé. Đấy, tổng thể tương đối là vuông vắn. Đây, chỗ này vỡ nhẹ tí nhé. Đấy, một tí xíu ở góc ở phía dưới ở phía sau nhé. Đấy, nói chung là tổng thể là đẹp, xấu tí ở phía sau thôi. Cặp này thì em nói luôn đấy các bác, tình trạng nhé, để các bác cân nhắc khi mua nhé. Đấy, cặp này thì nói luôn đấy các bác, cái dòng Panasonic, đặc biệt là con PN7 này, thì cái dòng gân của nó thì chơi vẫn ok hết nhé. Đấy, tuy nhiên thì gân của nó là anh em nếu mà chơi trong quá trình lâu dài anh em sẽ phải thay gân. Đấy, con này thì nói luôn nếu em thay gân thì giá sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì em bán cho các bác nào, một là các bác biết thay gân, hai là các bác có thợ thay gân hoặc gần nhà có anh em quen là biết làm thì anh em mua về. Anh em chơi nếu mà như mà mở nhỏ, nghe nhỏ thì hoặc nghe các dòng nhầm nhẹ thì em chơi con này chơi khoảng 1 năm nữa thì mới có thể đi thay gân. Còn nếu như anh em mà hay mở lớn mở to hoặc là nghe các dòng cái mic đan nhiều thì nó rơi khoảng độ 2 tháng em phải đi thay gân nhá. Thì nói luôn. Còn tình trạng gân hiện tại cũng chơi ok, em quay gần nó xem. Gân hiện tại cũng chơi ok nhá. Đấy. Chưa phải thay cho nên là em bán thanh lý thôi. Các bác chơi, lúc nào hỏng thì các bác thay đi thay sau nhá. Đấy. Giá thanh lý thì rất là rẻ thôi, con này em bán cái giá chỉ có em này còn bán giá là 360.000 thôi, bao ship. 360.000 bao ship nhá. Đấy. Ở phía sau còn một cặp nữa em bán với giá là 240.000 cũng bao ship. Cặp này thì em vừa lên cái test sáng nay rồi. Anh em nào lấy thì inbox em gửi inbox ở Zalo em gửi cái link test cho các bác xem nhá. Đấy, 240.000 bao ship. Cặp này là 360.000 bao ship. Đấy. Rồi em mở lớn âm thanh một chút xíu để anh em trải nghiệm chất âm nhá. Lòng em hoài mong biết em buồn anh lắm, giờ thì anh hồi âm em còn than trách nữa không. Cuộc đời anh sương gió sóng hồ theo gió trăng, sóng quê hương đang dậy hơn sóng lòng. Đêm đèn khuya nghe tranh tình quê bao tâm tư ai gửi về, hay chăng gió mưa bao bùng tiếng kêu nao nùng ai lạnh lùng ai nhớ mong. Gửi tình yêu về đâu chốn quê nhà yêu dấu, đẹp lúc lìa nhau xin chờ ai đến mai sau. Hỡi ok anh em nhé, anh nào lấy được liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Em nhắc lại cặp này em bán giá là 360.000 bao ship anh cho anh em nhé. Còn cặp sau em bán là 240.000 cũng bao ship. Tình trạng cặp sau thì anh em nhắn tin Zalo nhé, em sẽ gửi link test cho các bác xem đó. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em.